Rồi, mình bắt đầu ha. Thì hôm nay mình sẽ đi vào ha, mình sẽ đi cụ thể vào cái việc mà phân cái cấu trúc của cái chương trình PUC. Thì từ đầu tới giờ mình chỉ viết ha, mình mở tab Portfolio lên là mình viết thôi, mình thêm các cái network vào để mình viết một chương trình và phần lớn là mình sẽ viết trên cái OB1 ha, OB1 và khi chạy chương trình đó. Thì PC thực hiện từ cái dòng web đầu tiên, dòng web cuối cùng và lặp lại. Thì hôm nay bắt đầu mình sẽ đi sâu hơn xíu về cấu trúc của cái chương trình của S7 viết trên TiBotTo. Thì khi em viết chương trình đó, thì các cái lệnh nó sẽ được đặt trong một trong ba cái khối ha, một trong ba cái khối nó gọi là OP, OP, FB và FC. Mình có thể viết bằng một trong ba cái khối này. Thì mình đi vào khảo sát cụ thể, OB là gì, FB là gì, FC là gì. Đấy. Thì đầu tiên là mình sẽ đi vào cái OB. Thì OB là gần như là đầu từ đầu chương trình tới giờ là mình viết trên OB. Đấy. Mình có một cái OB1 thì mình viết chương trình vào đó thôi. Đấy. Thì OB là viết tắt của Organization Block ha. Organization Block OB. Thì đây là một cái đoạn chương trình, nó phản hồi một sự kiện cụ thể nào đó của PUC. Thì nó có thể là gắn với một cái sự kiện ngắt quãng, gắn với sự kiện ngắt quãng và các cái sự kiện ngắt quãng đó hay là cái OB mà gắn đến sự kiện ngắt quãng đó thì nó có thể ngắt quãng cái OB chính của chương trình. Thế này mình nghe cái việc này nó gần giống như là khi tem lập trình cho hệ máy tính hay là hệ vi xử lý hay hệ vi điều khiển. Tức là có một chương trình chính và có những cái đoạn chương trình con khác nó có thể ngắt quãng cái đoạn chương trình chính. Thì mặt về mặt cơ chế thì PLC nó cũng giống như là các cái hệ vi xử lý hay là hệ vi điều khiển. Thì mặc định OB mặc định đó là OB1. OB1 mà mình đã làm việc từ đầu tới giờ thì chương trình này nó sẽ được thực hiện theo chu kỳ. Theo chu kỳ hay cái từ gốc mà từ tiếng Anh ra xài nó gọi là cyclic execution ha. Đấy. Thì nó cung cấp một cái cấu trúc cơ bản cho cái chương trình. Tức là mình đặt tất cả các cái network vào trong cái OB1 chạy. Thì đây là một cái khối lệnh nó được yêu cầu trong cái chương trình của PLC mình viết. Mặc định lên là mình sẽ có OB1. Đấy. Thì ngoài ra thì em có thể viết các cái OB khác, viết các cái OB khác thì nó sẽ đi kèm với các cái sự kiện khác nhau, sự kiện khác nhau của PLC trong lúc nó hoạt động và những cái OB này nó có thể ngắt quãng được cái hoạt động của OB1, giống như là chương trình con nó ngắt quãng chương trình chính hoặc là chương trình phục vụ ngắt nó ngắt quãng cái chương trình chính. Thì các cái OB dạng này nó có thể được gắn với những cái tác vụ ví dụ như startup thì cái startup này mình đã có làm đã tới thực hiện một lần ha, đã có thực hiện một lần để sử dụng cái startup này để khởi động giá trị cho các cái chốt RS mà mình không có đặt được trạng thái rồi các cái ngắt các sự kiện ngắt hay là các cái lỗi xảy ra trong quá trình mà BC nó tự chuẩn ha, thì nó cũng tạo ra được các cái sự kiện thì mình có thể viết các cái OB gắn với các cái sự kiện này hoặc là những cái đoạn code ha, hoặc là những cái đoạn code mà nó gắn với các cái sự kiện thời gian mà nó theo định định kỳ ha, tức là khoảng sau khoảng thời gian nào đó mình thực hiện cái gì thì nó có rất là nhiều các cái sự kiện mà mình có thể viết các cái OB để gắn cho nó. Nhìn chung á, thì các cái OB này sẽ hoạt động trên cái nền tảng sự kiện ha, như vừa nói ở trên ha. Thì nó có thể là sự kiện ngắt quãng phần cứng, có thể là ngắt hiệu chuẩn hệ thống, có thể là ngắt theo chu kỳ. Thì mỗi OB thì mỗi một sự kiện ngắt quãng thì nó sẽ gọi một cái OB tương ứng. Thì ở đây nó có một cái thông tin mà mình nắm đó là các cái OB tương ứng với mỗi một cái sự kiện. Mỗi một cái sự kiện thì nó sẽ có một cái mã số bắt đầu riêng.
Em ví dụ tem khi mà tem tạo một cái OP thì nó sẽ đặt tên cho mình. Ví dụ mình chọn là hardware interrupt chẳng hạn thì nó sẽ đặt cho mình cái tên mặc định, nó là bắt đầu từ OP 40. Ví dụ tem chọn là time error interrupt thì nó sẽ bắt đầu từ 80, hoặc là startup thì tem sẽ thấy là gì? Nó sẽ bắt đầu từ cái OP 100. Đấy, từ OP 100. À, thì các cái OB mà có thứ tự nhỏ hơn ha, nó sẽ ưu tiên ha, được ưu tiên gọi nếu mà cùng một cái loại, cùng một loại. Thì, các cái nó gọi là program cycle OB ha, nó từ cái OB 123 trở đi thì nó sẽ chứa các cái đoạn chương trình mà nó có thể chứa các đoạn chương trình, chứa các cái đoạn chương trình chính ha, thì nó có thể có nhiều hơn những cái OB như thế này. Thì các OB mà có độ ưu tiên thấp thì nó sẽ bị ngắt quãng bởi các cái đoạn chương trình xử lý khác. Tức là nó cũng sắp xếp theo độ ưu tiên, sắp xếp theo độ ưu tiên. Rồi startup thì nó được gọi ở ha, startup OB đó, mình nhớ cái này mình đã có khảo sát một lần rồi. Mình khảo sát luôn là tổng quan về cái các cái chế độ của BOC, thì mình có chế độ startup và chế độ run. Ha, thì startup nó được gọi, à, nó được gọi trước khi vào cái chế độ run. Thì nó gọi được một lần ở khi mà nó bắt đầu chuyển sang chế độ run. Thì cái này nó có một slide nói về các cái chế độ của POC và từng chế độ POC thực hiện công việc gì ha. À, mình đã có đề cập đến cái việc này ở một cái slide các cái tuần trước ha. Đấy. Thì khi thực hiện xong một cái chương trình, nó gọi là một cái program cycle, là những cái chương trình mà nó thực hiện cách tuần tự đấy ha. Program cycle OP thì nó sẽ quay về thực hiện lại ngay lập tức ha. Tức là những cái vòng quét nó sẽ liên tiếp nhau, nó quét hết tất cả các cái network trong cái chương trình thì nó sẽ quay lại nó quét cái network đầu tiên. Người lưu ý cái việc này ha. Đấy. Và một cái chương trình thì nó có thể nằm trong một cái program cycle duy nhất, tức là cái điều này mình sẽ dễ hiểu nè, tức là đầu giờ mình chỉ đặt cái các cái network vào trong cái OB1 thôi. Thì OB1 nó chính là một cái program cycle. Mình có thể thêm các cái program cycle khác, tức là chương trình chính của mình sẽ có nhiều cái program cycle. Tuy nhiên là cái OB1 đó là cái program cycle là bắt buộc nó phải có. Rồi việc tạo OB thì đơn giản thôi. Thật ra trước giờ mình không có làm việc này. Thì chỉ cái demo một lần duy nhất đó là mình tạo cái startup OB, startup OB. Thì để tạo được cái OB thì em đơn giản thôi, từ cái cửa sổ của tia bọc thô ha. Tức ngay cái vị trí là cái program ấy, thì em chọn cái chức năng đó là add new block, add new block. Thì em sẽ nhận ngay được cái giao diện này. Thì em thấy đây, program blocks, add new blocks. À, thì em sẽ có được cái add new blocks. Chỉ cần kích vào đây thì em sẽ có được cái cửa sổ này. Thì trên cửa sổ này thì em chọn OP thì em sẽ thấy là có một loạt các cái chức năng kèm theo. À, ví dụ như program cycle, tức là mình sẽ tạo các cái mình tạo cái chương trình mà nó chạy định kỳ ha, chương trình nó chạy định kỳ. Thì bên cạnh cái OP1 và mặc định ha, và mặc định nó sẽ phân phối cái program OP này là bắt đầu từ 120 23. À, nếu em tạo thêm cái program cycle thì bên cạnh cái OP1 thì em sẽ có được cái OP123. À, thì em cũng có thể chọn là startup, có thể chọn là time delay interrupt, có thể là chọn là cyclic interrupt, hardware interrupt, time error interrupt, vân vân, rất là nhiều. Thì tùy vô cái ứng dụng mà mình sẽ chọn những cái sự kiện khác nhau như mình nói hồi nãy. Một OB có thể gắn đến một cái sự kiện nào đó. Okay. Gắn một sự kiện nào đó. Okay. Đơn giản ha, mình sẽ chọn cái loại, đặt tên và chọn cái ngôn ngữ. Thì mình chỉ mới dừng lại ở cái ngôn ngữ là ladder. Thì sau khi mình khảo sát xong kiến trúc của chương trình BOC thì mình sẽ bắt đầu khảo sát tiếp hai cái ngôn ngữ, hai ngôn ngữ còn lại của PC. Thì đó là cái OP ha, tổng quan về OP.
Thì sau khi mình tạo OP thì bắt đầu mình sẽ đưa chương trình vào, có thể là chương trình ladder hoặc là cái chương trình FPD hoặc là SQL ha, nó tùy vô cái tùy chọn của mình. Rồi, thì cái dạng chương trình thứ hai là của BC thì em sẽ thấy nó là gọi là function block hay là FP, function block hay là FP. Thì cái này mình còn được gọi nó là chương trình con ha, chương trình con CTC hay từ tiếng Anh nó gọi là subroutine. Thì nó được gọi từ một cái dạng code block nào đó của BC, có thể là OP. Mình có thể gọi từ cái OP1 hoặc là OP123 trở đi. Thì việc này thì em cũng có đã làm rồi ha, đã thực hiện rồi đấy. Tức là từ OP1 thì em gọi một cái khối ví dụ như là timer TP ha, TP hoặc là CU counter up ấy. Đấy. Thì timer và counter thật ra nó là các cái nó gọi là built-in FP. Đấy, người ta viết sẵn built-in FP. Thì những khối này nó sẽ được có thể gọi được từ OP, FP hoặc là FC. Đấy, mình đang nằm ở vị trí là FP. À, giờ mình đã từng trải nghiệm qua cái việc là gọi FP từ OP rồi ha, tức là từ OP1 đó mình gọi các cái FP ví dụ như là counter up, counter down hoặc là timer ha, TP rồi T on và T off. Đấy, mình đã có thực hiện rồi. Thì khi gọi thì mình phải truyền tham số vào cho cái FP mình cũng đã làm ha, mình đặt giá trị cho cái đầu vào ví dụ như là PT PT của timer ha, mình đặt giá trị nó bao nhiêu đấy. Tuy nhiên nó có một cái điều đặc biệt đó mình lưu ý là gì? Mỗi một cái bản sao của FP ha, của FP hay là instance đấy thì nó cần phải có một cái data block DB kèm theo để lưu trữ các cái giá trị mà FP nó thực thi. Sau khi thực thi xong FP thì những cái giá trị của nó vẫn còn lưu trữ trong cái DB này. Em mình vẫn truy xuất được bình thường. Thì FP có thể viết được có thể viết bằng một trong ba cái ngôn ngữ đó là ladder, FDP ha, FBD và SQL. Thì hiện tại mình đã nắm được cái ladder. Còn FP và SQL mình sẽ khảo sát sau khi mình nắm qua cái cấu trúc của chương trình. Thì em thấy là mình có thể chọn được cái language khi mà mình tạo một cái FP. Mình tạo một cái FP. Đấy, thì dưới này người ta cũng có một cái description khi mà mình chọn vào FP. FP thì người ta có nói là gì? Đây nó là một cái code block nhưng mà nó lưu trữ giá trị của nó gọi là permanently, tức là nó lưu trữ gọi là vĩnh viễn ha, tức là nó nằm ở trong bộ nhớ đó trên một cái data block ha, data block, và nó sẽ duy trì sau khi cái khối của mình đã thực hiện xong. Đấy, như là nói hồi nãy nó cần lưu hàng ngày, và khi thực hiện xong thì giá trị của nó vẫn nằm đó, mình có thể trong cái chương trình OP của mình có thể lấy được giá trị này để xử lý. Thì bắt đầu mình sẽ làm thử một cái ví dụ ha, mình làm thử một cái ví dụ đó là mình xây dựng một cái start stop FP ha, start stop FP. Thì thật ra cái start stop này mình đã làm rồi ha, là mình sử dụng ngõ vào, mình sẽ có là một ngõ vào start, một ngõ vào stop và ngõ ra là plan on. Thì khi mình bấm start thì cái plan on lên 1, stop thì plan on xuống 0, thì viết bằng ngôn ngữ ladder. Thì bây giờ thì sẽ demo nhanh cái việc này, demo nhanh cái việc này để em có thể nha. Thì mình sẽ bắt đầu từ lặp lại cái việc là tạo cái dự án ha. Vào bắt đầu tạo cái dự án ha. Chỗ này tôi sẽ đặt cái tên nó là Program Structure làm nhanh thôi này ha, để em có thể làm lại việc này mình cũng đã làm rồi ha. Okay. Test 7 mình là một C, thì khi vào thực hành trên
máy thì ở trên phòng thí nghiệm thì em sẽ được trải nghiệm với PLC thật. Ok ha, thì coi như xong thì tôi sẽ tạo luôn cái tác vụ ở đây. Thì mình có nhiều cách tạo ha, thì demo mình tạo tác vụ ở đây, tạo các task ở đây. Đây IO task hiện tại giả sử như mình tạo FB nên chưa cần ha, một hồi mình sẽ quay lại mình tạo cái tác vụ sau. Rồi OP mặc định nó sẽ có ha. Đây là cái OP main OP1. Rồi bây giờ mình sẽ tạo FB thì đặt tên giống như là trong cái slide ha. Slide stop. Rồi chọn là FB và chọn ngôn ngữ là ladder ha. Mình chỉ mỗi một cái việc là ok. Ok thì mình sẽ đi vào cái giao diện thì lại giống, nó cũng giống như là cái giao diện mình viết trình chính. Tuy nhiên chỗ này nó là gì? Nó là block title ha. Mình có thể đặt cái title cho cái block của mình ha. Ví dụ mình đặt start stop ha. Thì tùy thì em sẽ đặt cái title FB. Cái này là option ha, mình có thể tạo cũng được, mình có thể không tạo cũng được. Rồi ở phần trên mình sẽ thấy nó có một cái dòng nó gọi là block interface, thì em chỉ cần click vào hai cái dấu mũi tên này thì nó sẽ mở ra hoặc đóng lại. Thì trên đây thì em sẽ thấy là nó sẽ có những cái thông tin, nó có những cái thông tin ví dụ như là input nè, output nè, in out nè, rồi nó có những cái dạng bộ nhớ nó gọi là static, tức là bộ nhớ mà mình sẽ lưu trữ được cái giá trị đấy, hoặc là bộ nhớ thêm, tức là nó chỉ tồn tại ở bên trong cái FP này thôi. Đấy. Hoặc là những cái constant mà mình đặt tên cho nó. Đấy. Mình đặt tên cho nó. Thì ở đây mình với yêu cầu trên slide mình sẽ có hai cái input là start và stop. Đấy. Thì mình sẽ đặt tên cho nó. Thì những cái input này nó sẽ xuất hiện trên cái symbol của FP để mình sử dụng. Giống như T on và T off ha, các cái timer. Đây, stop. Rồi output ha. Output thì đây mình sẽ có output là plan on. Thì sử dụng cái tên này để nữa mình thống nhất với cái chương trình mà mình viết hôm trước đó, mình có cái chương trình mà chọn manual mode và auto mode đó, mà có confirm đấy, hoặc mình sẽ tạo thêm cái FB đó ha. Đấy. Rồi. Thì đó là xong cái giao diện ha. Xong cái giao diện cho cái FB theo yêu cầu. Đấy. Thì bây giờ chỉ còn mình viết code thôi. Thì code này nó đơn giản ha. Mình có thể không cần động lại ha. Đây, mình sẽ có một cái start. Mình sẽ có một stop và mình có một cái feedback của output về ha. Rồi, đóng lại ha. Và có một cái output ở đây. Đấy. Thì em có thể để nhanh ha, thì thay vì mình gõ tên vào thì em có thể kéo cái task của mình ở trên xuống. Đấy. Khá đơn giản ha. Vị trí này là stop, mình cứ click và mình rê cái chuột tới cái vị trí cái lệnh mà mình muốn đặt. Như output là plan on thì mình kéo tới plan on. Đây mình kéo tới plan như xong. Như vậy thì xong cái việc mà mình xây dựng cái chương trình cho FB start và stop. Thì bây giờ đến cái việc sử dụng nó ha, đến việc sử dụng nó. Thì đây là cái giao diện thầy có trình bày trên slide để em có thể tham khảo trên cái slide ha. Thế đây thì có đặt một cái câu hỏi ha, đặt một cái câu hỏi đó là sự khác biệt giữa cái input và output mà có gọi là retain và non retain là gì. Thì mình lưu ý câu hỏi này ha. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ đi qua thẳng cái việc mà mình sử dụng cái start và stop FB nó như thế nào.
Trước khi mình trả lời cái câu hỏi là sự khác biệt giữa retain và non-retain. Thì để sử dụng được FP thì đơn giản là em sẽ quay về cái main OP hay là OP1. Mình chỉ cần kéo và thả FP của mình vào trong cái network giống như là các cái FP mà nó được tích hợp sẵn, built-in FP ha. Thì em thấy nó sẽ y hệt như là timer hoặc là counter, nó sẽ yêu cầu mình là gì? Mình khai báo một cái data block để lưu trữ. Đây, một cái data block thì em có thể đặt là manual hoặc là tự động ha. Ví dụ thì đặt tự động thì nó sẽ tự động nó từ cái tên của mình kèm với DB data block. Đấy, ok. Đấy thì em sẽ thấy là gì, cái giao diện nó là hai input là một output. Đấy, thì mình có thể thêm cái mạch cho nó hoàn chỉnh để mình có thể kiểm tra được ha. Đấy, ngõ ra. Ở đây thì em có thể là mình khai báo task cho nó phải đây thì làm nhanh thôi. Thì sẽ khai báo luôn là cái vùng nhớ luôn ha, nó sẽ tự động gán task từ 0 cho tới từ 1 trở đi. Slot 0.1. Đấy. Thì ngõ ra ở đây thì sẽ cho nó là Q0.0 luôn ha. Thì mình có thể modify cái tên ha, rename cái tên cho các cái task sau. Thì như vậy coi như xong ha, mình đã hoàn thành được cái mạch để mình kiểm tra. Thì như đúng thì mình chỉ cần là gì tác động vào start thì ngõ ra plan on hay là tab 3 nó sẽ lên 1, Q0.1.0 lên 1. Mình tác động vào tab 2 hay là Y0.1 thì ngõ ra nó sẽ xuống 0. Thì coi như xong cái ứng dụng ha, mình sẽ kiểm tra trên POC. Đây đang chạy POC, đang chạy POC thật ha. Thì lưu ý là những cái thao tác này xài cho POC thật. Thì một số bạn không để ý ha, thì mình cứ tưởng là chạy cho BSim thì không phải ha. Đấy, tìm được POC ha. Đó này. Ok. Stop on ha. Hiện tại trên PC nó có chương trình. Rồi, finish. Rồi, mình chạy. Ok ha, thì bây giờ thì sẽ tác động nút nút start. Thì em thấy ngõ ra nó đã on này, led trên PC nó đã on rồi. Rồi, thì tác động vào stop. Đấy, thì ngõ ra nó xuống. Nó xuống false hay là xuống không. Thì như vậy đó là mình xây dựng được cái start stop FB, thay vì mình viết từ mình ra thì mình đưa nó vào cái chương trình con hay là cái FB như thế này thì mình gọi, thì chương trình mình nó sẽ gọn ghẽ hơn. Chương trình mình sẽ gọn ghẽ hơn. Bây giờ mình sẽ trả lời cái câu hỏi là giữa retain và non retain nó sẽ khác nhau như thế nào. Thì hiện tại mình đang sử dụng là non retain. Thì em thấy là ngõ ra là non retain. Thì bây giờ thì sẽ cho ngõ ra lên một, tức plan on lên lên một. Để chuyển POC về vị trí chuyển nó về trạng thái stop, tức là nó không chạy nữa. Bây giờ thì sẽ chạy lại. Chạy lại. Đấy. Thì em thấy là gì? Plan on bây giờ nó đã về về false, trước đó nó là true. Rồi mình ghi nhận cái trường hợp này lại ha. Thì bây giờ thì sẽ chuyển sang FP. Đổi lại thằng này thành retain. Đổi này thành retain. Rồi save nó lại. Thì qua đây thì nó sẽ báo lỗi ha, tức là mình đã có thay đổi. Thì em lưu ý là khi mình thay đổi cái gì đó trên cái gì đó trên cái block của mình, trên cái FP của mình, thì mình sẽ chọn lệnh là update block call. Thì nó sẽ cập nhật lại ha, nó sẽ cập nhật lại cái trạng thái mới của cái FP. Mình chỉ cần ok thì nó ok thôi. Rồi bây giờ thì cũng vậy ha, sẽ cập nhật cái chương trình cho PC.
Ok. Rồi, đồng bộ. Ok, bây giờ cũng vậy ha, thì sẽ tác động để ngõ ra planon. Ha, ngõ ra planon. Rồi bây giờ chuyển PC về trạng thái stop. Ha, trạng thái stop. Rồi cho nó chạy lại. Ha, cho nó chạy lại. Ok, hiện tại PC đang chạy lại. Giờ thì em thấy là gì? Cái ngõ ra tab 3 của mình đó, tức là ngõ ra planon ha, ngõ ra planon của cái block này nó vẫn duy trì là true. Mình thấy rõ ràng là tab 3 của mình là Q0.0 nó vẫn là true. Đấy, thì đó là sự khác biệt giữa một cái ngõ ra. Thì ngõ vào nó được xác lập bởi cái input rồi. Input rồi, thường thì mình sẽ chọn là ngõ ra nếu mình muốn là non retain hoặc là retain thì ở ngõ ra. Thì nếu như mình chọn retain thì giá trị của nó sẽ được duy trì, còn nếu non retain thì giá trị của nó sẽ không được duy trì. Đây. Đó là cái điểm mà mình lưu ý ha, điểm mình lưu ý với cái việc mình khai báo input output mà có chọn là retain hay là non retain, điểm khác biệt. Đó là cái OP đầu tiên ha, OP đầu tiên mà mình xây dựng được. Rồi tiếp tục thì mình sẽ thực hiện luôn một cái OP nó FP nó khó hơn xíu, đó là cái FP mà mình có cái chức năng là gì? Start, stop và activate. Tức là mình sẽ có activate này nó sẽ thực hiện cho cái chế độ là auto mode hay là manual mode, mình chọn như hai này. Thì ở đây mình nhắc lại một cái ha, input của khối này nó sẽ có là start stop, auto main bằng 0 thì là manual mode bằng 1 thì là auto mode. Active này mình sẽ tác động bằng cạnh để mình xác nhận là mình sẽ chọn là manual mode hay là auto mode. Planon này khi là hệ thống mình được cấp điện hay là mình bấm start nó sẽ on, stop nó sẽ off, đó chính là cái start stop FP của mình đấy. Rồi auto mode này lên 1 khi mình confirm nó là chế độ là auto mode. Thì manual mode này nó sẽ lên 1 khi mình confirm nó là chế độ manual. Để viết bằng ngôn ngữ là được. Thì công việc cũng vậy thôi ha, công việc cũng vậy là mình sẽ tạo một cái FP có tên là start stop activate. Start stop activate. Rồi một thứ mặc định ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình khai báo ngõ vào ngõ ra nha, tiến hành khai báo ngõ vào ngõ ra. Thì cũng sẽ thực hiện một lần để tiệm có thể nắm ha. Mình stop anh này. Và tiếp tục mình tạo một cái FP này nữa. Start. Về, ở dưới này mặc định hết ha. Cho nó là FP. Rồi, ok. Thì mình sẽ có một cái giao diện mới nha. Tuy nhiên cái bước như title rồi thì mình sẽ làm ở nhà ha. Để không, tạm thời thì không xài thực hiện đó ha. Rồi mình sẽ khai báo các cái ngõ start, các ngõ vào, stop, mình sẽ có là gì, auto manual, rồi mình sẽ có là gì, activate. Đấy, output thì giống như hồi nãy ha, mình sẽ có là planon. Planon là của cái mạch mạch chốt ha. Rồi, mình sẽ có ngõ auto mode. Mình sẽ có ngõ là main mode. Đây. Rồi, như xong ha. Mình còn một việc đó là gì? Mình viết các cái đoạn chương trình ha, mình viết các cái đoạn chương trình. Đấy, mình khai báo các đoạn chương trình này. Rồi, bây giờ mình làm nhanh luôn ha. Đấy, để xem có thể. Dĩ nhiên là mình có thể sử dụng cái startup FB để mình thực hiện ha. À, anh này xuống.
Ok, sẽ có là stop đa số à, đi mình làm cũng khá nhanh ha, không cần thiết. À, ngõ ra sẽ là Plano. Rồi à, ở đây mình sẽ có một cái ngõ à, vẫn là Plano à, đọc cái à, xin lỗi, chưa có mang cái khẩu súng. Rồi, một khối. À, khối thứ hai, cái network thứ hai thì mình sử dụng cho là auto mode và confirm. Thì mình sẽ mang một cái chốt RS. À, mình mang một chốt RS qua. À, chốt RS này thì em thấy là mình sẽ viết cho liền auto mode. Auto mode. Và bên trong này mình sẽ có các cái đường là gì? Là nó. Hiện tại em có cái sẵn cái code thì mình có thể mình copy các network mình dán qua đây nó cũng được ha, nó sẽ nhanh gọn hơn. Thế mình sẽ có Planon ha. Planon. Rồi chỗ này là Automan. Đây, Automan đây. Đây. Thì cần mang xuống. Và mình có một cái cạnh lên của Activate. À, cạnh lên của Activate. Đây, mình mang qua. Và chỗ này là Activate. Đây, chỗ này là Activate. Và mình sẽ cần có khai báo anh này. Đây, anh khai báo anh này. Thì những cái ô nhớ này mình sẽ khai báo sau ha. Thì thật ra cái demo của demo cái FB này là để thì nói về một cái kiểu dữ liệu nó gọi là mảng ha, gọi là mảng. À, thì một để xây dựng xong cái việc này thì sẽ đề cập đến cái việc mảng, sử dụng mảng. À, sẽ có một cái ngõ đây, chỗ này là cũng là plano. Ok. À, mình sẽ có Atoman try. Ok, một cái khối phát hiện cạnh lên. Ở đây phát hiện cạnh lên này là của Activate ha. Đấy. Cũng là của Activate. Rồi. Ok. Thì coi như mình xong một cái khối, một cái network nữa. Rồi, mình sẽ đi tiếp cái network còn lại. Đây là cuộc thứ ba. Thì khi tụi em làm việc thì tụi em cũng có thể copy được các cái network từ các cái dự án khác chứ mình mà để mở song song lên ha. Thì chỗ này mình sẽ đổi thành là gì? À, thường đóng Activate, đúng rồi. Cái này mình cũng là Planon, cái này là Automan, thường hở Activate. À, ở đây là không phải là Auto Mode nữa, thì em sẽ kéo xuống là Manual hay là Man Mode. Ok, thì ở đây thì em có thể khai báo các cái vùng nhớ cho khai báo các cái vùng nhớ cho các cái khối phát hiện cạnh lên, tức mình lưu trữ trạng thái cho các khối phát hiện cạnh lên bằng cách là mình khai báo các cái vùng nhớ riêng lẻ. Thì việc này mình đã thực hiện ở OB1 rồi, à, thực hiện OB1 rồi. À, thì bây giờ đối với viết cho FB thì em hoàn toàn có thể sử dụng một cái cách khác, đó là mình sử dụng một cái mảng để lưu trữ những trạng thái này để cái việc khai báo và sử dụng nó cho nó đơn giản, à, sử dụng cho nó đơn giản. Thì cú pháp khai báo mảng nó sẽ như thế này. Thì demo luôn cái việc sử dụng mảng ha. Đấy. Thì em sẽ đặt tên mảng. Ví dụ thì đặt là Activate cũng là M ha. Đây.
có thể là MB, bit memory đó tùy thêm em, thì đặt M thôi. Đấy. M thì anh này mình sẽ thay vì nó là kiểu boolean riêng lẻ thì mình sẽ khai báo là mảng, thì nó sẽ bắt đầu là array, thì mình sẽ là array đây. Đây, nó sẽ gợi nhớ luôn. Đấy, array thì mặc định nó sẽ là từ 0 đến 1, tức là có hai phần tử. À. Đấy, thì mình sẽ chọn lại cho phù hợp, và cái mảng của mình là sẽ là array of bool hay là boolean. Thì tùy vô cái ứng dụng, tùy vô cái task mà mình đang sử dụng, bộ nhớ mình đang sử dụng có thể là array of in hay array of load. Đấy, tùy vô cái ứng dụng mà mình đang viết. Giả đây yêu cầu là mình sẽ có là 4 cái bit nhớ cho 4 cái khối phát hiện cạnh lên khác nhau. Nên thầy chọn đây là từ 0 cho tới 3. Đấy, từ 0 tới 3. Rồi, như vậy thì mình chỉ còn một cái việc đó là mình gọi ra mình sử dụng. À, gọi ra mình sử dụng. Đấy, thì chỗ này là thêm thì mình sẽ thấy là gì? À, xin lỗi, activate ha. Đấy, activate thì em thấy là có activate aim. Và nó có cái dấu mở đóng ngoặc này. Đấy, nó là thể hiện cái ký hiệu của mảng. Đấy, thì nó cho phép mình chọn từ bit từ cái thành từ từ cái mẹ cái phần tử thứ 0 cho tới phần tử thứ 3. Thì cái này nó giống như hầu hết các ngôn ngữ ha, nó bắt đầu chỉ số nó bắt đầu từ từ 0. Đấy, mình sẽ chọn. Là số 2. Mình chọn activate em đây số 2. Thì nó không có linh hoạt chỗ là những cái bit mà mình xài rồi nó không giấu đi ha. Đây là mình phải nhớ mình xài ở trên là anh nào. Để mình sẽ chọn lại. Bit 2. Rồi cuối cùng đây là bit 3. Rồi, ok. Như vậy thì mình đã xây dựng xong cái khối là gì? Vừa stack stop mà vừa có chọn auto mode và man mode. À, kèm với cái chức năng là activate để tránh cái trường hợp là người sử dụng người ta vô tình chuyển cái chế độ ha, vô tình chuyển cái chế độ. À, bây giờ sử dụng ha, bây giờ sử dụng nó thì cũng tương tự như là gì? À, cũng tương tự như là khối start stop FB ha. Mình chỉ quay lại cái chương trình chính ha. Chương trình là mình sẽ kéo một cái khối FB của mình vào. Đấy, B vào. Rồi đặt tên cho cái OP, xin lỗi cái DB để mà lưu trữ giá trị cho FB. Ok, rồi tiến hành là viết các cái vào ra, khai báo các mạch vào ra, các cái tiếp điểm vào ra cho cái khối của mình. Đấy. Thì ở đây thì sử dụng lại ha, sử dụng lại các cái tiếp điểm ở trên. Đấy. Chỗ này là task 2. À, như chỗ này thì mình không phải task 3 mà chỗ này mình sẽ đặt lại OB 0 chấm input 0.2. Đấy. 0.3. Rồi, chỗ này thì plan on thì xài lại cái task số 2 ha, tại vì task 3 mình đã khai báo là khai báo là ngõ ra rồi. Thì chỗ này tiếp tục là Q 0.1. Rồi Q 0.2 đây. Thì thêm có thời gian thì mình đặt tên các cái task này lại cho nó đàng hoàng ha, demo cho nhanh. Thì thêm cũng có thể làm những cái thang khác để mình tác động các cái ngõ ra riêng ha, ngõ ra riêng, tức là ý là như thế này, mình làm thêm một cái thang ở đây. Thì cái thang này nó sẽ lấy cái ngõ ra của cái FP này, thì giống như mình làm việc với mình đọc một số cái chương trình PLC, nó sẽ lấy cái ngõ ra của timer để nó tác động cái ngõ ra chẳng hạn, động các cái mạch động lực. Thì đây mình có thể là mình lấy cái thang này. Đó, mình truy xuất vào FP của, DB của cái FP này. Mình lấy cái ngõ ra mình đang quan tâm. Ngõ ra mình đang quan tâm, ví dụ ngõ ra là plan on. Đấy, ngõ ra là plan on. Và đầu này thì mình sẽ lấy cái tab 3 vào. Đấy. Đó, thêm hoàn toàn có thể viết như thế này. Nhưng để gọn thì mình khai báo trực tiếp vào đây cũng được. Đấy. Đây,
Đối với đầu vào cũng vậy, thì tụi em có thể mang cái tiếp điểm vào để mình dễ nhìn ha. Đấy. Tùy. Cập nhật ha, mình sẽ cập nhật chương trình cho demo. Ok, kết nối online với POC. Thì chương trình của mình bắt đầu. À, chương trình bắt đầu. Thì ví dụ thì start động là start. Thì tụi em thấy là gì? Ngõ ra của plano nó đã lên lên một. Hiện tại bây giờ automate bằng không. Nếu như thì bấm activate thì nó sẽ manual mode nó sẽ lên một. Thì bây giờ activate. À, bấm lộn nó có activate đây. Đây, khi chọn activate thì manual mode lên một. Rồi bây giờ thì cho automate lên lên một. Đây, automate lên một. Giờ sẽ activate để chọn cái auto mode. Thì như vậy mình đã xây dựng thành công cái FB Start Stop Activate để cấp nguồn cho hệ thống, đồng thời là chọn chế độ auto mode và manual mode có confirm. Đây. Rồi bây giờ stop. Stop hết tất cả các ngõ ra. Thì đó là cái nội dung về đó nội dung về FB. FB thông qua hai cái ví dụ là start stop FB và start stop activate, thì ở đây mình sẽ học được một cái kiểu dữ liệu mới, đó là kiểu dữ liệu mảng. Kiểu dữ liệu mảng. Đấy, cách khai báo ha, array số lượng phần tử of cái kiểu gì đó ha. Ở đây mình đã demo cái kiểu là kiểu boolean. Rồi mình đi sang cái khối chương trình thứ hai. Khối chương trình thứ hai tức là chương trình con đấy, thì nó gọi là FC hay là a function ha. Thì này nó cũng là một cái khối chương trình con và nó được gọi từ các cái code block khác nhau, OP, FP, FC giống như là mình đã làm với FP. Thì FC nó có cái điểm khác biệt so với FP, đó là nó không yêu cầu cấp phát nó gọi là DB ở đây thầy viết. Tức là không yêu cầu cấp phát cái data block để lưu trữ giá trị giống như là FP ha. Đấy. Thì khi cần gọi thì mình chỉ truyền tham số vào để giờ nó tính toán được ngõ ra thôi. Thì do đó thì các cái ngõ ra của FC á, thì mình muốn lưu trữ lại thì mình phải cần phải lưu nó vào các cái tab ha, lưu vào các cái tab bộ nhớ hoặc là một cái DB toàn cục nào đó. Ha, tức mình có DB toàn cục mình sẽ lưu trữ vào đó chứ nó không có tự động lưu cho mình. Ha, tại vì nó không cấp phát cái DB. Và FC thì cũng vậy ha, nó cũng được viết bằng một trong ba cái ngôn ngữ này, ha, tùy vô cái quan tâm của cái người lập trình. Tương tự như vậy thì cũng tạo cái start stop FP, FC, ha, start stop FC. Thế này sẽ nói nhanh ha. Thì sẽ không demo cái này, thì em sẽ demo, thì em sẽ làm sau buổi này ha. Thế để tạo một FC thì cũng tương tự như FP ha, thì em add new block rồi mình sẽ chọn là cái biểu tượng là FC hay là function, ha, FC hay là function, đã, mình sẽ đã chọn cái ngôn ngữ, ha, chọn cái ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ mình viết, rồi sau đó bấm OK phía dưới thì nó sẽ ra cái giao diện, ha, ra cái giao diện. Tuy nhiên thì đối với FC thì người lưu ý ha. FC thì lưu ý là nếu như em khai báo cái ngõ ra nó nằm ở output thì nó sẽ gặp vấn đề, tại vì là nó sẽ không cho phép mình đọc từ cái ngõ ra. Tức là cái việc đọc từ cái output thì nó sẽ không recommend, do đó là nếu khi mình chọn cái planon hay là ngõ ra nó là output thì cái FC của mình nó sẽ chạy không đúng, tức là nó không feedback được cái giá trị này về để nó block cái trạng thái ở đây. Đấy.
Thì việc này thì em có thể tìm thử gõ từ khóa lên Google thì nó cũng có một số cái rất nhiều người gặp cái trường hợp này. Và cái forum của hãng Siemens cũng cũng có đề cập đến cái việc là mình phải sử dụng cái email cho cái trường hợp là ngõ ra của FC. Đấy. Thì do đó đây thì chọn nó là email là vậy. Em đặt email là plan on thì lúc này mình có thể đọc được cái trạng thái của cái ngõ ra này về. Thì em chỉ tiến hành là gì? Khai báo input, khai báo output và xây dựng cái chương trình cũng gần gần như tương tự như là FP. Đấy. Thì sau khi khai báo xong ha, thì chỗ này thì chỉ confirm lại cái việc mà vừa mới giải thích ở trên, tức là khi mình khai báo là chỉ là output thôi thì nó sẽ có một cái warning ở đây. Cái warning ở đây tức là cái tab plan on này nó được khai báo là output. Thì khi mình viết FC thì đọc output nó không có recommend. Tức là cái thao tác này nó sẽ không có hợp lệ ha, mình đọc không được. Nó dẫn đến là cái FC của mình nó sai. Thì mình lưu ý cái điểm này. Và đây là cái kết quả thì sử dụng cái start stop FC để vào thì gần như là kết quả nó y hệt thôi, nó không khác gì hết. Sau khi mình start thì cái line này nó lên lên một hay là true hay là mình bấm vào stop thì nó sẽ chuyển về nó chuyển về là false. Ở đây thì em thấy là start FB và stop FB tức là thì sẽ sử dụng chung cái task với cái ví dụ ở trên. Thì đây có cập nhật thêm cái thông tin thời gian nãy thì đã đề cập khi mình làm cái FB rồi, là khi mình thay đổi bất kỳ một cái block nào ở trên cái chương trình của mình, có thể là FB có thể là FC thì mình cần phải sử dụng lệnh update block call để nó sẽ cập nhật cái trạng thái mới nhất của block. Tôi nhắc lại thôi. Rồi tương tự như vậy thì em sẽ xây dựng cái start stop activate FC. FC. Cái đây mình thêm cái tên FC để nó tránh nó trùng với cái tên hồi nãy. Cái FB hồi nãy mình không có cái chữ FB. Thì cũng làm tương tự như vậy ha, cũng làm tương tự như vậy. Đấy, làm tương tự như vậy thì mình tuy nhiên có cái output là mình phải sử dụng là email. Thì đó là cái ba cái dạng cấu trúc ha, ba cái dạng cấu trúc chương trình mà mình có thể viết OP dạng OP hoặc là chương trình con. OP là dạng chương trình chính này ha. FP là chương trình con, tuy nhiên nó có kèm theo một cái DB để lưu trữ trạng thái. Và FC thì nó sẽ không có cái DB để nó lưu trữ các cái trạng thái. Đấy, thì lưu ý khi mình muốn lưu giá trị của nó thì mình phải move những giá trị của các cái biến của mình vào trong một cái vùng nhớ hoặc là một cái DB toàn cục ha. Rồi thì em về xây dựng cái hai cái FC này giúp thầy ha. Tức là mình dựa vô cái thầy hướng dẫn cho cái FB á, mình sẽ viết cho các cái FB á, mình viết cho hai cái FC này. Ha, viết cho hai cái FC này. Thì đó là qua cái nội dung thứ nhất ha, tức là các cái cấu trúc các cái chương trình và giới thiệu qua FB, FC, OP. Bây giờ thì sẽ giới thiệu thêm một cái nội dung nó cũng khá quan trọng ha. Nó quan trọng và nó thể hiện rõ cái mục đích đó là mình module hóa các cái chương trình bằng cách mình viết thành các cái dạng chương trình con là FB và FC. Đấy. Mình viết các chương trình con FB và FC. Thì mục tiêu mình viết chương trình con giống như mình lập trình cho build, lập trình cho vi điều khiển hoặc là vi xử lý thì cái mục tiêu mình viết các cái chương trình con đó mình cố gắng làm sao mình đưa vô cái thư viện để sau đó mình mang ra mình sử dụng cho nó nhanh để khỏi viết lại. Thì đối với PLC thì em cũng làm được cái việc này. Thì em có thể là tạo một cái thư viện để chứa các cái block FB hoặc là FC mình đã viết, mình đã kiểm tra rồi đấy để mình sử dụng cho các cái dự án khác. Thì việc tạo cái thư viện này hết sức đơn giản ha, hết sức đơn giản. Thì em chỉ cần là chọn cái tab đó là Libraries. À, đây là cái giao diện mặc định ha, mình chọn cái tab là Library. Và sau đó là mình sẽ click vào cái chỗ là Create New Library. Đây, Create New Library. Khi mình click vào cái biểu tượng này thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ
như ở giữa đây. Mình chỉ cần đặt tên vào cái tên library mình muốn đặt là gì, nơi mình lưu trữ, nơi mình lưu trữ phiên bản, có thể một số cái comment gì ở đây, một số comment gì đây, nếu mình muốn ghi chú cho cái library của mình thì mình ghi vào comment đây và bấm create, thì nó sẽ hiện ra trên cửa sổ library, nó sẽ hiện ra cái tên cái library của mình ở đây. Vậy thì mình đã tạo xong một cái library trống ha. Bây giờ tới công đoạn là mình sẽ thêm các cái block vào trong cái library này. Cái công việc nó cũng rất là đơn giản, đó là mình mở cái library này ra. Đấy, tôi mở library này ra thì nó sẽ có là master copies. Master copy này thì em chỉ cần là mang những cái khối mà mình muốn sử dụng lại, bỏ kéo nó qua, mình kéo thả. Thì hai cái cửa sổ này nó nằm hai bên của TR portal, thì mình chỉ cần ví dụ mình muốn đưa này vào thư viện nè, mình kéo thả cái FC này vào. Đấy, mình muốn đưa cái FB này qua thì mình xài nè, mình kéo thả cái FB này vào. Kéo thả FB này vào. Rồi kéo thả cái FC này vào. Đấy. Thì mình sẽ có được bốn cái block ha, bốn cái block, hai FB và hai FC để mình có thể sử dụng được. Như vậy thì các block này nó đã sẵn sàng để xài cho các cái dự án khác. Đấy. Công việc tạo thư viện nó đơn giản như vậy. Thì em có thể cập nhật các cái chương trình con hay các cái FBFC của mình vào cái thư viện này để mình xài. Đấy. Để mình sử dụng. Rồi bây giờ mình sẽ, sau khi mình đã nắm xong được các khối cơ bản của cái chương trình BLC, thì bây giờ mình quay lại mình phân tích hai cái dạng cấu trúc của chương trình BLC. Thì theo tài liệu của Siemens công bố thì mình sẽ có hai cái cấu trúc, gọi là cấu trúc linear structure và modular structure. Thì linear structure này mình đã viết từ đầu tới giờ, tức là mình có một OB1 đặt hết tất cả các cái network vào và cho chương trình chạy. À, giờ mình cũng thấy rõ ràng nó chạy tuần tự. BLC nó sẽ quét từ cái cycle thứ nhất cho đến cái cycle cuối cùng và nó lặp lại cái OP. Lặp lại OP, hay mình nói là nó thực hiện theo chu kỳ. Chu kỳ lặp đi lặp lại. Thì bên cạnh đó thì mình có thể phân cấp chương trình dưới dạng nó gọi là modular structure. Modular structure tức là bên cạnh cái OP thì mình sẽ có những cái FP, những cái FC kèm theo. FBFC kèm theo. Thì để viết chương trình theo dạng modular này thì tem cần phải chia cái tác vụ của mình ra thành nhiều tác vụ nhỏ và sắp xếp nó theo một cái logic nào đó để nó thực hiện được cái tác vụ tự động hóa. Và như vậy thì mình thấy thì ngoài cái việc nó thực hiện cái OB1 này thì nó sẽ rẻ đi, nó thực hiện các cái chương trình con. Ví dụ như nó gọi FP, thực hiện xong với FP nó quay về chương trình chính. Nó gọi FC, thực hiện xong FC thì nó quay về chương trình chính. Vì vậy cấu trúc này thì nó gọi là modular structure. Thì khi lập trình thì họ khuyến cáo mình nên sử dụng cái modular structure này. Và nên tạo và sử dụng các cái khối, nó gọi là generic code block. Giống như là mình vừa mới tạo hai cái khối là stack stop và stack stop activate để mình sử dụng lại, hay cái khái niệm nó gọi là reuse. Đấy. Thì cái việc reuse mình đã vừa mới làm cho là gì? Mình tạo cái thư viện mình bỏ vào đó để mình sử dụng lại cho các ứng dụng khác. Đấy. Thì để cho nó đơn giản hóa cái việc thiết kế và xây dựng chương trình. Nó đơn giản ở chỗ là gì? Mình đã xây dựng những khối rồi, mình đã kiểm tra độc lập rồi. Bây giờ mình chỉ mang ra mình xài cho các cái chương trình khác thôi. Từ cái thư viện đó mình kéo ra. Thì các OB này có thể gắn với những cái chương trình với các cái sự kiện ngắt ha. Gắn sự kiện ngắt thì mình đã có đề cập rồi. Thì khi ngắt xảy ra thì nó gọi cái OP và thực hiện xong thì nó quay lại đúng cái vị trí khi mà nó rời khỏi cái OP. Thì hãng cũng cung cấp cho mình một cái sơ đồ để mình thấy ha. Đây, UA thì mình có một cái nó gọi là conning block ha, nó là ví dụ nó là OB1 ha. Nó cũng có thể là FB, cũng có thể là FC. Tuy nhiên tổng thể nó gọi là conning block. Thì B nó được gọi là conning block ha, conning block tức là cái này nó được gọi ha, được gọi. Thì trong chính khi nó thực hiện
Ở cái đoạn 1 này nó thực hiện các cái network này. Nó đến cái vị trí này thì nó bắt đầu nó gọi một cái chương trình con khác, có thể là OP, có thể là FB, có thể là FC. Đây. FC thì nó rẽ đi, nó đến cái này nó thực hiện. Giai đoạn 3 này là nó thực hiện cái chương trình các cái network ở trong cái con block. Thực hiện xong rồi đến thứ tư này nó end cái block, tức là nó xử lý để nó quay lại đúng cái vị trí mà nó đã rời đi, nó thực hiện các cái chương trình con. Thì là tiếp tục nó thực hiện cho hết cái conning blocks này. Đấy. Thì là cách xử lý của POC khi mà nó gọi chương trình con. Thì em thấy là nó y hệt như là cách xử lý y hệt như là đối với vi điều khiển hay là vi xử lý. Đấy, không khác gì hết. Tại vì bản thân cái nền tảng ha, cái nền tảng của POC thật ra bên trong nó cũng là các cái vi xử lý. Thì lợi ích của cái việc chia cái chương trình ha, cái việc mà modul hóa cái chương trình hay là modular structure á, thì mình có thể lưu trữ chúng ở thư viện sử dụng lại nè. Để sử dụng lại, mình đã vừa làm xong. Rồi chương trình dễ xử lý, dễ hiểu, tại vì mình nhìn thấy nó ở cái cấp độ là gì? Ở cái cấp độ là các cái modul nó ghép nối lại với nhau thì dĩ nhiên là mình sẽ dễ hiểu hơn là cái chương trình dưới dạng các cái lệnh ladder. Cái gì dễ quản lý hơn. À, mình có thể quản lý từng khối, mình có thể debug các cái khối, mình có thể hiệu chỉnh các cái khối đó. Dễ cập nhật và thay đổi chương trình. Thì muốn cập nhật thay đổi chương trình thì mình chỉ cần là cập nhật các cái khối đó là được rồi. À, dễ gỡ rối. Bởi từng khối được kiểm tra riêng. Thì như nãy giờ mình đã làm là từng khối, ví dụ như là start stop nè, start stop activate mình chạy mình kiểm tra rồi. Nếu như có lỗi mình đã phát hiện ở cái công đoạn đó. Như vậy thì cái việc gỡ rối chương trình mình chỉ phán đoán à nó lỗi ở đâu, mình quay về đúng cái vị trí đó mình kiểm tra là xong. Đó là lợi ích của việc mà mình modul hóa cái chương trình. Rồi, đi cụ thể hơn xíu thì đối với cái cấu trúc là modular structure ha, cấu trúc mà mình viết theo dạng modul á thì em có thể gọi lồng nhau các cái khối. Thì đây là một minh họa của hãng cung cấp á, mình gọi lồng ba cấp tính từ cái OP1. Ví dụ ở cái đoạn thứ nhất nè, từ OP1 mình rẽ đến một cái OP. OP xong trong OP này mình gọi một cái FC. Ha. FB mình gọi một cái FC, sau đó nó quay về, thực hiện xong quay về FB, thực hiện xong nó quay về OP trở lại. Ha. Nhưng đây là nó vẽ thiếu một cái mũi tên này đấy. Ha. Thực hiện xong rồi đến cái network chỗ đó ở đây. Network đây nó lại gọi một cái FB số 2. FB số 2 này nó gọi một cái phiên bản nữa của FB1. Thì nó gọi một cái FC, gọi FC là 21 này, FC21 nó lưu vào một cái database nào đó, một cái DB nào đó. Thực hiện xong nó sẽ quay về. Quay về tiếp tục ở cái network ở vị trí này nó lại gọi một cái FC nữa. Đấy. Em thấy là tùy vô cái cấu trúc của cái ứng dụng mà người ta có thể modul hóa rồi sau đó người ta gọi linh hoạt thế này. À, và người ta có thể gọi lồng nhau nhiều cấp như minh họa ở đây ha. Cụ thể ở đây là người ta minh họa là ba cấp. Giống như tem gọi hàm trong lập trình ha, lập trình C chẳng hạn, mình gọi lồng nhau ba cấp, bốn cấp, nó giống hệt như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ thử mình mô đun hóa cái ứng dụng mà mình đã viết rồi. Mình đã viết rồi. Tức là cái ứng dụng là cái sản phẩm với băng tải, sản phẩm với băng tải. Mình đã viết ha, thầy đã yêu cầu cái ứng dụng này mình có hai cái chế độ là auto mode và manual mode. Thì auto mode nếu như sản phẩm nó đi tới cái sensor này thì sau 5 giây nó sẽ tiếp tục cái băng truyền tiếp tục chạy để đẩy cái sản phẩm đi. Đấy, nếu như nó phát hiện nữa thì tự động sau 5 giây nó sẽ chạy. Chế độ manual thì sau khi đến đây sản phẩm đến cảm biến này thì nó dừng lại và người vận hành phải tác động vô S1 thì băng tải mới tiếp tục chạy. Đấy, nó có hai chế độ. Như vậy mình có thể sử dụng cái start stop activate FP kèm với một cái FP nào đó để xây dựng cái ứng dụng cho cái hệ vật và băng tải này, sản phẩm và băng tải. Thì ở đây thì đã xây dựng sẵn ha, xây dựng sẵn cái chương trình nó gọi là top level của cái chương trình ở trên. Thì sẽ có một cái FP. Cái FP này mình lấy từ cái thư viện. Cái FP thứ hai là cái bi mình xây dựng cái chương trình cho cái băng truyền, cho cái băng truyền của mình, cho băng truyền.
Thì cái ứng dụng này mình sẽ có là gì? Một cái ngõ planon để cấp nguồn và một cái ngõ là manual mode nếu nó đang chọn là manual, ngõ là auto nếu nó đang là auto, một ngõ là S1 tức là cho cái nút mà mình tác động ở chế độ là manual, và ngõ là CB tức là cảm biến một do cái trường hợp đó nó phát hiện vật. Đây, và một ngõ ra Q này là cái motor để mà tác động vô cái băng truyền để nó tự động nó kéo cái để nó kéo cái vật đi. Thì đây là cái top level của cái ứng dụng này. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái ứng dụng này ha. Ứng dụng này thì đã làm sẵn ha, thì sẽ open lên để cho tiệm xem ha. Đây. Là SP ha. Save lại. Ok. Đây sẽ có một cái thì cái chương trình này được viết theo đúng cái khái niệm đó là mình viết theo module và các cái module được lưu trữ trong thư viện. Thầy cũng đã xây dựng cái thư viện là My Library giống như là này hay là và cái khối Stack Stop Activate này được lấy từ cái thư viện My Library ha, My Library. Thì thầy có thể minh họa bằng cách là thầy thêm một cái network nữa ha. Thầy mang khối là Stack Stop qua đây. Conflict gì đây? Tức là mình có trên trên đây mình thầy đã có một cái rồi ha. Ok. Xin lỗi. Mang trùng trên này nè. Hồi nãy mang kéo ra như nó trùng trên đấy. Ok, nó tạo ra được một cái database khác ha. Nó u nó là FP2. Cái tên của nó là Stack Stop Activate 1. Ở đây là Activate Activate 1. Thì nó là cái khối nó mà một cái instance khác của cái Stack Stop Activate và nó mang qua bên này và nó tạo được cái data block luôn ha. Rồi, đó là minh họa cái việc mà mình có thể sử dụng các cái ví dụ cho FC ha. Mình mang một cái FC qua. Đấy, mình coi FC thì mình sử dụng từ cái thư viện ha. Đấy, từ cái thư viện mà mình đã tạo rồi đấy. Rồi, bây giờ bên trong cái chương trình là băng truyền này ha. Như băng truyền này thì viết viết bằng một cái FC. Viết bằng một cái xin lỗi viết bằng một FB. Thì trên này thật ra cái chương trình này là chương trình hôm trước mình đã viết á, thì trước mình đã xây dựng rồi. Thì trên đây mình vẫn vừa vận dụng cái mảng này mình khai báo cho các cái khối phát hiện cảnh ha. Đấy, hiện cảnh. Thì này thì em có thể mở lại cái chương trình hôm trước. Đấy, hôm trước để mình xem. Thì bây giờ thì sẽ demo cái đoạn chương trình này để thì em có thể theo dõi ha. Quay lại cái menu về. Nạp cái chương trình này lại ha. Ok. Rồi, xong. Chuyển sang cái chế độ online để mình giám sát cái trạng thái của nó. Thì bây giờ mình giám sát cái trạng thái ở cấp top level ha. Mình sẽ nhìn thấy cái chương trình của mình đã chạy như thế nào. Nó đơn giản hơn so với mình nhìn những cái network riêng lẻ. Rồi, cho nó xuống không hết ha, tất cả xuống không hết. Bây giờ bắt đầu là start, tác động start. Thì planon tức là mình cấp điện cho cái băng truyền. Nó bắt đầu hoạt động, tuy nhiên bây giờ nó chưa chạy. Nó chưa chạy, chưa xác lập được là nó đang chạy ở chế độ nào. Đang chưa xác lập ở chế độ nào. Ví dụ bây giờ thì sẽ chọn cái chế độ là manual. Ở chế độ manual thì automatic này nó phải xuống xuống không. Thì hiện tại bây giờ nó không. Bây giờ activate 0.3 thì sẽ activate. Thì out manual mode nó lên lên 1. Manual lên 1 để nó cấu hình nó chọn cái chế độ là manual cho cái băng truyền của mình. Đây, cho băng truyền. Như vậy bây giờ thì thầy sẽ
tác động S1, tác động S1. Đây, tác động S1. Thì motor bắt đầu chạy, motor bắt đầu chạy. Ví dụ có một sản phẩm rớt lên cái băng chuyền và bây giờ nó tác động đến cảm biến. Đây, tác động đến cảm biến thì motor nó dừng lại. Cái motor nó dừng lại như mình mô tả đấy, nó dừng lại. Để người ta xử lý gì đó. Thì sau đó là gì, người ta cái người vận hành người tác động cái S1. Đấy, thì motor bắt đầu chạy. Ha, motor bắt đầu chạy thì cảm biến nó sẽ hết tác động nhé ha. Thì hết cái chu kỳ thì người ta có thể để cái vật lên thì cảm biến nó tác động, motor dừng lại thì người vận hành sẽ tác động cái S1 để cho băng chuyền nó tiếp tục chạy. Đó, thì đó là cái chế độ là manual. Thì bây giờ thì sẽ tiến hành là chọn cái chế độ là auto. À, bằng cách mình quay lại cái block đầu tiên này, mình sẽ cho là automan này lên 1. Đấy, automan lên 1. Sau khi chọn thì mình phải confirm, tức là mình tác động cái activate. Đấy, thì auto nó đã lên 1 đây. Thì thấy auto lên 1 và thiết lập chế độ này là auto. Thì khi auto thì người ta không cần tác động cái S1 nữa mà motor nó tự động chạy. Em thấy motor nó tự động chạy đây. Tự động chạy, một vật nó sẽ được đưa lên băng chuyền, nó sẽ chạy đến nó gặp cảm biến thì tác động cảm biến. Thì như mình phân tích là sau 6 giây, 5 giây thì băng chuyền này nó sẽ chạy lại, nó sẽ true lại này. Nó sẽ chạy lại để nó mang cái vật đi. Thì tiếp tục như vậy tiếp tục như vậy. Thì khi có một cái vật khác đi đến tác động cảm biến thì nó sẽ dừng cho băng chuyền 5 giây, nó sẽ chạy lại. Dừng băng chuyền 5 giây nó sẽ chạy lại. Đây. Thì đây là cái chương trình. Cái chương trình mà mình phân tích dưới dạng là modulo structure. Modulo structure. Trên OB mình sẽ có cái OB1 mình sẽ có hai khối. Một khối là FB, một khối là hai khối FB nó được gọi, nó kết nối lại với nhau. Thì đó là cái nội dung mà thầy muốn chia sẻ cho lớp trong cái buổi hôm nay. Buổi hôm nay thì nội dung chính của nó là các cái dạng cấu trúc của chương trình, tức là OB, FB, FC, cách mình đưa các cái FB và FC vào trong một cái thư viện, tạo mới một cái thư viện để đưa vào và sử dụng cho các cái dự án khác. Rồi mình minh họa cái việc là mình viết lại cái chương trình là điều khiển cái băng chuyền với một vật bằng cái chương trình dưới dạng là modular structure. Thay vì mình chỉ đưa các cái network vào trong OB1 thì bây giờ là mình đã tiến hành viết hai cái OB, một cái OB lấy từ cái thư viện My Library và một cái thư OB là mình viết trực tiếp vào cái chương trình để thực hiện cái chức năng của băng chuyền, kết nối lại và mình thực hiện được cái hệ thống.